Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like, nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn tiếng Florida và thương nhớ Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay thì Cali Sài Gòn sẽ cập nhật những tờ báo chính thống Việt Nam, nhất là báo Việt Giải Trí về vấn đề nghệ sĩ. Trên đây có một thông tin mà mình muốn chia sẻ là bà Phương Hằng vừa vào nhà đá thì nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đau đớn báo tin buồn sau 22 năm làm nghệ thuật. Tin buồn 22 năm làm nghệ thuật, đó là cái tin gì? Và bây giờ chúng ta cùng chia sẻ với nhau nha quý vị. Ngoài được biết đến với vai trò diễn viên, giám khảo, MC, truyền hình, nghệ sĩ Hồng Vân còn dành nhiều tâm huyết cho sân khấu kịch Phú Nhuận. Không chỉ là điểm hẹn giải trí quen thuộc, đây còn là nơi đào tạo, ươm mầm cho những tài năng trẻ có niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Trong đó phải kể đến những tên tuổi từng được bao bầu Hồng Vân đào tạo như Thái Hòa, Đức Thịnh, Ốc Thành Vân, Lê Khánh, Mai Phương, Làng Phương, Thanh Duy, Hòa Hiệp, Diệp Tiên, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, trước sự công nghiệp hóa của giải trí 4.0 này thì khán giả dần lãng quên và không mấy mặn mà với sân khấu kịch truyền thống nữa. Sau khi thông báo trả mặt bằng đóng cửa sân khấu kịch Hồng Vân, Chợ Lớn do Covid-19, mới đây MC chương trình Vợ Chồng Son khiến khán giả hoang mang khi chia sẻ dòng trạng thái buồn bã. Cụ thể, trong bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội, diễn viên U60 nằm gục trên bàn. Tại sao như vậy? Một nỗi buồn da diết hả? Xung quanh là nhiều giấy tờ ngổn ngang. Mặc dù đã make up chỉnh trang đầy đủ, nhưng vẫn hiện rõ sự mệt mỏi trên gương mặt của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Nghệ sĩ đã nói gì? Mệt rồi. 22 năm, 2 thập kỷ cho một nơi chốn để được cháy bỏng với niềm đam mê. Nhưng đến lúc phải dừng lại để còn lưu giữ được những kỷ niệm đẹp. Nữ diễn viên viết, dẫu không chia sẻ cụ thể nhưng động thái này đã phần nào thông báo tình trạng buồn của sân khấu kịch Phú Nhuận. Phía dưới bài viết, đông đảo nghệ sĩ đàn em đã vào động viên tinh thần, hy vọng diễn viên gạo nếp gạo tẻ sớm vượt qua biến cố này. Nam Cường chia sẻ, khó chịu trong lòng lắm, chị ơi, nhói lòng quá, thương chị. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi bày tỏ sự đồng cảm. Từ miền Bắc, nghệ sĩ Vân Dung cũng gửi lời trấn an, giữ gìn sức khỏe nha chị, thương chị. Là diễn viên cùng thế hệ với Hồng Vân, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy cũng không giấu được niềm xúc động. Dù không quá bất ngờ, thế nhưng hiện trạng đáng buồn này khiến diễn viên Hạnh Thúy lo sợ đặc sản kịch Sài Gòn sẽ mai một trong tương lai. Kính thưa quý vị, từng sân khấu buộc lòng phải lên tiếng đóng cửa. Mới nhất là lời than thở của nghệ sĩ Hồng Vân bao bầu sân khấu kịch Phú Nhuận. Trước đó là sân khấu Super Bowl, Hồng Lạc, kịch Sài Gòn vì khó khăn, vì đơn độc. Vì rất nhiều lý do mà người không phải ở trong cuộc không thể nào hiểu được. Những sân khấu còn lại phải vất vả tìm đường ra cho những chiếc vé chật vật, sáng đèn những đêm diễn và cũng chẳng có gì đảm bảo cho cuộc đời của sân khấu, của nghệ sĩ, của nhân sự sân khấu. Việc chia tay của các sân khấu rõ ràng là có thể nhìn thấy và đoán được có ai lo rồi đặc sản kịch của Sài Gòn sẽ đi về đâu và những gì còn lại hay không. Đó là lời của Hạnh Thúy viết. Trước đó, trên kênh TikTok của Hồng Vân Entertainment, đoạn clip đã ghi lại cảnh xuất diễn cuối cùng trên sân khấu kèm dòng trạng thái. Tạm biệt ngôi nhà 22 năm, sân khấu Phú Nhuận đã làm thổn thức nhiều con tim.
trả lời thông tin đóng cửa với sân khấu kịch Phú Nhuận trên báo Thanh Niên, bà Bầu Hồng Vân nói: "Không phải sân khấu đóng cửa mà chúng tôi sẽ thay đổi đường hướng hoạt động. Ví dụ sắp tới thì sân khấu sẽ tạm thời ngưng lại những vở diễn cũ để chuẩn bị cho một lộ trình biểu diễn hoàn toàn khác." Song hành cùng với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và đầu tư số tiền lớn cho sân khấu kịch Hồng Vân Chợ Lớn, diễn viên Minh Luân buồn bã khi chứng kiến đứa con tinh thần không có cơ hội sáng đèn phục vụ cho công chúng tương lai. Thời điểm làm bệnh viện dã chiến ở Thuận Kiều Plaza quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã trả mặt bằng sân khấu Hồng Vân Chợ Lớn, còn bây giờ thì phải chia tay với sân khấu kịch Phú Nhuận. Mình và mọi người đều buồn và tiếc lắm. Mình tiếc khi thương hiệu sân khấu của cô Hồng Vân đã xây dựng hơn 20 năm. Bây giờ mặt bằng thì quá cao, chi phí bán vé thì không có được bao nhiêu nên không thể trụ nổi. Để duy trì sân khấu, mình phải gánh chi phí mặt bằng, tiền điện nước, tiền lương cho công nhân ở trong sân khấu. Đủ thứ chi phí hàng tháng, khán giả là người quyết định tất cả, mà cho dù khán giả có ủng hộ kính rạp thì cũng không lời được bao nhiêu. Nhiều khi anh chị nghệ sĩ chỉ diễn vì đam mê với nghề chứ cát xê đâu có được bao nhiêu. Thật sự mình tiếc vì bao nhiêu thế hệ đều được đào tạo tên tuổi trên sân khấu này. Mình cũng tiếc cho thế hệ trẻ sau này học ra mà không có sân khấu để thực hành. Trước đó, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bị bà Nguyễn Phương Hằng chửi xối xả trên sóng livestream vì cho rằng đã cố tình mỉa mai nổ vụ sổ đỏ kim cương chất thành kilo. Thậm chí CEO Đại Nam còn tuyên bố khởi kiện bà bầu sân khấu tình nóng. Kính thưa quý vị, hôm nay Phương Hằng tôi sẽ chính thức khởi kiện nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và đạo diễn Hoa Hạ ra tòa vì tội vu khống doanh nghiệp. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ Sáu lúc 18:30. Đó là lời CEO Đại Nam đã nói cách đây mấy tháng. Nghệ sĩ Hồng Vân ngay sau đó cũng đáp trả nhẹ nhàng và mong muốn chấm dứt ồn ào. Bây giờ chuyện tùm lum tôi cũng không muốn dây dưa vào. Họ muốn chửi ai thì họ chửi, chứ có làm đâu mà chửi sùm như vậy. Tôi cũng không có đích danh bà ấy. Theo tôi thì câu chuyện này mọi người nên ngừng lại. Và một tin khác thì sau khi tin của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tạm thời ngưng kịch sân khấu, thì có một cái tin mình cũng muốn cập nhật và đưa đến cho tất cả quý vị chúng ta cùng chia sẻ. Phi Thanh Vân rớt nước mắt khi bà Phương Hằng vào tù tiết lộ con người thật ngoài đời. Phi Thanh Vân là nghệ sĩ Việt hiếm hoi lên tiếng bênh vực cho Phương Hằng giữa lúc bị khởi tố bắt tạm giam. Liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty Đại Nam vừa bị khởi tố về hành vi lợi dụng các quyền tự do, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015 từ tháng 3 năm 2021, nữ đại gia liên tục livestream bóc phốt các chủ đề nóng được dư luận quan tâm, đặc biệt drama đấu tố với các nghệ sĩ như là Vi Oanh, Trấn Thành, Thủy Tiên, khiến mạng xã hội nhiều phen dậy sóng. Ngay thời khắc vợ ông Dũng Lò Vôi chính thức rơi vào vòng lao lý, nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Anh Đức, Việt Hương đã có động thái ăn mừng, hy vọng sớm được cơ quan chức năng trả lại công bằng cho nghệ sĩ. Giữa nguồn cơn chỉ trích trên mạng xã hội, mới đây Phi Thanh Vân bất ngờ đăng tải tâm thư kể về mối quan hệ thân thiết CEO Phương Hằng. Theo lời diễn viên, cô gái xấu xí, cô có cơ hội tiếp xúc với nữ doanh nhân thông qua các buổi trò chuyện và cảm nhận được tấm lòng trắc ẩn, bao dung của người ở ngoài đời. Chính vì vậy, khi nhận tin đàn chị bị tạm giam để điều tra, khiến cho Phi Thanh Vân vô cùng đau lòng, tiếc nuối cho những hoạt động thiện nguyện của bà Nguyễn Phương Hằng từng cống hiến cho cộng đồng.
Chị ơi, em gái thương chị. Thường những lúc hai chị em điện thoại tâm sự với nhau hàng giờ, thường những cảm xúc và những giọt nước mắt chị rơi khi kể về trong buổi talk show tại Đại Nam. Nhưng trên tất cả những việc ấy, em cũng rất hiểu tâm tính chị. Vì dù chơi với chị chỉ có vài năm, nhưng em luôn là người lắng nghe chị thật nhiều, hiểu những nỗi niềm của chị. Bên ngoài là nụ cười rạng rỡ ấy, lại có một trái tim đau thương và hoài niệm. Và Phi Thanh Vân viết thêm: chị biết không, em nghĩ mình sẽ giấu kín bí mật này, nhưng vì đã từng là người em út chơi trong group của mấy chị em gái, hôm nay lòng trắc ẩn của em thật xót xa khi liên tục đọc các bài báo chị rơi vào vòng lao lý. Như rất nhiều lần em chia sẻ với một học viên và khán giả, hãy tuyệt đối tránh để bị rơi vào trường hợp 1.000 trừ 1 bằng 0. Nghĩa là 1.000 điều bạn làm đúng, nhưng chỉ 1 điều bạn làm sai thì tất cả đều chỉ nhớ đến việc bạn làm sai, với hoàn toàn quên đi những việc xưa kia bạn đã làm đúng. Điều xấu nhất là khi phạm pháp một tội danh nào đó. Em xót xa khi 1.000 việc chỉ làm thiện, nhưng những việc gần đây thì lại phạm vào việc đau lòng nặng nề quá rồi chị ơi. Giờ có hối hận cũng quá muộn màng. Ngẫm lại thời gian trôi đi như con thoi, không biết bao giờ mới quay về ngày xưa. Để rồi mấy chị em của mình hẹn hò nhau tung tăng ăn uống, cười đùa, ca hát với nhau say sưa, lần lần lòng nhẹ nhẹ, cũng ôn lại những kỷ niệm có buồn có vui sướng khổ. Ngây thơ trong trắng chưa vướng vấn bụi đường của các chị em mình. Cái câu này thì nó hơi có gì sai sai không các bạn? Ngây thơ rồi buồn vui chưa vướng bụi trần. Cuối tâm thư, Phi Thanh Vân hy vọng câu chuyện được xử lý theo đúng quy định pháp luật, đồng thời mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đàn chị. Đính kèm bài viết diễn viên nghiện giao kéo chia sẻ nhiều khoảnh khắc vui vẻ với vợ chồng bà Phương Hằng, thậm chí cô còn được mời về biệt thự triệu đô check-in vô cùng sang chảnh. Đây cũng là lần hiếm hoi Phi Thanh Vân chia sẻ về mối lương duyên đặc biệt này. Em giữ yên lặng tận đến bây giờ là 1 giờ 39 phút mới bắt đầu viết lại tâm thư này. Em không trách ai, không giận ai, không buồn ai. Em buông bỏ và an nhiên điềm tĩnh chờ đợi và đón nhận với tất cả các thông tin từ bấy lâu. Em hiểu lý do nguyên nhân gốc rễ, nhưng đích thế đến thì sự thật quá thê lương mà em không dám nghĩ đó là sự thật. Chuyện đã qua rồi, ngẫm nghĩ lại mà thấy rằng kinh nghiệm cuộc sống, đường đời sẽ mãi là những bài học mới cho tất cả mọi người chúng ta. Dù ở địa vị nào, số phận nào đi chăng nữa, sang hèn trong kiếp con người, không hơn thì cố gắng bằng người, nhưng tuyệt đối đừng để phạm vào lao lý thì thật ân hận cũng muộn màng rồi, và mất hết bao nhiêu năm xây dựng có uy tín cơ đồ. Lại câu này thì không biết là Phi Thanh Vân đang dạy đời bà Nguyễn Phương Hằng hay là có ý gì đây. Chị ơi, em chỉ mong xin chị hãy bình tâm và cầu mong những gì tốt đẹp nhất với chị như chị đã từng được hưởng thụ. Phi Thanh Vân chia sẻ. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng với mình chia sẻ lời tâm sự của bà bầu nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân sau khi có quyết định là phải tạm ngưng hoặc là đóng cửa kịch sân khấu Phú Nhuận. Và những lời chia sẻ của Phi Thanh Vân đối với lại CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ và xin hẹn lại tất cả quý vị trong một video clip lần sau. Xin chào.